Chào các bạn, hôm nay tôi kỹ sư Vũ Thảo Nguyên sẽ hướng dẫn các bạn một thiết bị rất là đơn giản nhưng mà rất là hiệu quả trong việc của chúng ta sửa các hệ thống loa hay là âm thanh hay là những cái loa máy vi tính ý, hoặc là radio. Thì những người mà học bên ngành điện tử quân sự ấy, trong thì để sửa đường dây ấy, thì người ta biết đây này, đó là sử dụng tai nghe tổng trở lớn đây này. Tai nghe tổng trở lớn đây này thì các bạn có thể lấy ở cái điện thoại bàn ngày xưa ấy. Những người mà ngày xưa học bây giờ chưa biết cái điện thoại bàn ngày xưa ấy, cầm tay ấy, thì có cái tai nghe, nó trực ra là một cái loa có tổng trở lớn thôi. Thì đơn giản là chúng ta có thể sử dụng cái tai nghe headphone của các bạn. Đây, tôi lấy cho các bạn xem. Đây nó chính là cái tai nghe ngày xưa đấy. Ok. Thì dùng tai nghe này thì người ta hay sử dụng để sửa những cái máy trong chiến tranh, thì sửa những cái máy truyền thông tin, máy quân sự ấy. Bây giờ chúng ta làm như nào? Thì mục đích là chúng ta sẽ sử dụng cái này để tai nghe, chúng ta sẽ để nghe tín hiệu. Đây có cái đầu dò đây, chúng ta thể chạm vào các đường input, kẹp cả xấu thì chúng ta kẹp vào mát, kẹp vào cái chấu 3.5 này này, và chúng ta cắm tai nghe này ở chế độ thu để nối vào đây, thì chúng ta thể nghe được tín hiệu đầu vào và đầu ra. Dĩ nhiên là tín hiệu đầu vào nó nhỏ, đầu ra nó to hơn, thì chúng ta thể biết sơ bộ được cái mạch khuếch đại nó hoạt động chưa, hay là chúng ta biết được cái đường mạch tín hiệu input nó đến chưa. Đấy là khi mà hoạt động ở chế độ thu thì chúng ta sẽ gạt công tắc sang đây, còn để chế độ hoạt động ở chế độ phát thì chúng ta lại có thể sử dụng những cái nguồn phát tín hiệu âm thanh như radio hay là điện thoại ấy. Thì các bạn chỉ cần cặp map vào đây. Đấy. Cặp map vào đây. Cặp map vào đây như tôi thiết kế này. Các bạn có thể cắm vào cái điện thoại hay là các bạn cắm vào radio, các bạn cắm này vào và các bạn kẹp map trên cái GND của mạch và các bạn chấm một các tín hiệu input thì nó sẽ kêu to hơn, thì chúng ta đã có, hoặc là nó sẽ kêu nhạt, thì đấy là chúng ta đã hoạt động ở chế độ phát. Đấy, thì nó sẽ giúp mình dò được nhanh hơn. Đấy, còn tôi làm phải làm một cái phát và làm một cái thu riêng. Đấy, nhưng mà tiện thì tôi chia sẻ các bạn làm phát với thu chung này, thì các bạn sẽ làm cho mình một công tắc thì nó sẽ tiện hơn. Nó chỉ cần một kẹp cá sấu, một đầu dò là chúng ta thể vừa hoạt động ở chế độ thu và phát. Thì mình dừng clip ở đây nhé, để chia sẻ các bạn cái mạch, cái thiết bị này có thể sử dụng để sửa loa máy tính hoặc là radio, các thiết bị âm thanh rất là nhanh. Chúc các bạn thành công.